Simple Facebook Mobile, ứng dụng nuôi nick trên mobile đầu tiên tại Việt Nam, giải pháp chăm sóc tài khoản trên nền tảng Facebook đơn giản và hiệu quả nhất, giúp giảm thiểu checkpoint, hoạt động mọi lúc mọi nơi, sử dụng liên tục. Truy cập ngay atpsoftware.vn để được tư vấn miễn phí. Thông tin chi tiết xem tại mô tả dưới video này. Làm con gái của Donald Trump là công việc khang hiển nhất thế giới. Ivanka Trump nói đùa với giới báo chí khi cùng chồng là Jared Kushner đến dự bữa tối thường niên Gridiron vào hôm 2 tháng 3 năm 2019. Tối ngày 2 tháng 3 năm 2019, Ivanka Trump cùng chồng là Jared Kushner bất ngờ đến dự sự kiện danh giá tại Washington DC. Đó là bữa tối thường niên Gridiron lần thứ 134 được tạp chí People so sánh là bữa tối của các phóng viên Nhà Trắng vì có đến hàng trăm nhà báo chính trị tại đây. Thế nhưng cô con gái của ông Trump đã thể hiện sự vui vẻ, cởi mở với các nhà báo dù tranh cãi quanh phát ngôn tiền lương mới đây của Ivanka vẫn chưa hạ nhiệt. Ngay từ đầu, Ivanka Trump đã khiến mọi người bật cười khi tiết lộ vợ chồng cô được người cha cử dự sự kiện này thay ông mới vào chiều nay. Sau đó cô cho biết đây là thông tin nghiêm túc. Theo Washington Post, Ivanka Trump cũng thu được một tràng cười gượng gạo khi cô đùa về việc là con gái của Tổng thống Mỹ. Cô nói rằng, báo chí thường nghĩ thật mỉa mai rằng tôi, người sinh ra với nhiều đặc quyền, lại cho rằng người ta cần làm việc để có được những thứ mà họ xứng đáng. Cứ như thể là việc làm con gái của Donald Trump chưa phải là công việc khắc nghiệt nhất thế giới vậy. Vào đầu tháng 3 năm 2019, Ivanka Trump bị chỉ trích vì phát ngôn trong bài phỏng vấn với Fox khi cô cho rằng hầu hết người Mỹ không muốn một khoản tiền lương tối thiểu đảm bảo như trong một đề xuất mới. Cô cho rằng, tôi không nghĩ hầu hết người Mỹ thật lòng muốn được trao tặng thứ gì đó. Trong 4 năm qua, tôi dành nhiều thời gian đi khắp đất nước này và thấy người ta muốn làm việc để có được những gì họ xứng đáng. News.zing.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.